Năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông các hoạt động của năm APEC 2017. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Cả nước xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8.200 người, bị thương hơn 17.000 người, Ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề chưa giải quyết được, toàn quốc xảy ra gần 90 vụ ùn tắc giao thông lớn, kéo dài. Ùn nữ giao thông cục bộ xảy ra nhiều ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tình trạng chống lại cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết. Phát biểu tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết Năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung thực hiện các giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường triển khai có hiệu quả các dịch vụ hành chính công, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.